Bạn đã bao giờ nhìn thấy một bộ tộc nguyên thủy xây nhà trên cây cao 35m chưa? Mới nghe qua thì khó mà tin được. Đây là bộ tộc Korowai. Họ sinh sống ở phía đông nam Papua, Indonesia, được phát hiện vào năm 1970. Vào thời điểm đó, họ vẫn còn ở trần chuồng. Sau khi nền văn hóa hiện đại du nhập vào, họ mới bắt đầu mặc quần áo. Phóng viên đã đến bộ lạc vào sáng sớm. Người trong bộ lạc đang thảo luận về việc xây dựng một ngôi nhà mới trên cây. Lần này họ dự định xây dựng ngôi nhà trên thân cây cao 35m. Sau khi thảo luận, họ đã chọn xây những ngôi nhà cao 8m trên 3 cái cây lớn này. Những ngôi nhà cách mặt đất 8m này sẽ được làm hoàn toàn bằng gỗ. Bạn có nghĩ rằng một ngôi nhà như vậy có thể coi là một ngôi nhà sang trọng đối với các bộ lạc này không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận. Nhờ vào chiếc thang độc đáo này, người trong bộ lạc có thể dễ dàng leo lên nhà ngay cả khi mang vật nặng trên lưng. Nhưng phóng viên lại chưa từng leo lên chiếc thang nào như vậy cả. Để leo lên một ngôi nhà cao 8m như vậy thật là một điều khó khăn. Phóng viên nói rằng chân anh ấy liên tục run khi leo lên. Vật liệu của ngôi nhà đều làm bằng gỗ và sàn nhà làm bằng vỏ cây. Họ rất thích ăn chuối nướng. Lúc này, những người đàn ông trong bộ tộc mới bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới. Đầu tiên họ chặt hết cây cối xung quanh ngôi nhà. Những cái cây này cũng là vật liệu tốt để xây dựng những ngôi nhà mới. Nếu bạn muốn xây dựng một ngôi nhà trên cây cao 35m, đầu tiên bạn cần làm một cái thang để dễ dàng vận chuyển vật liệu lên cây. Những sợi dây dùng để làm nhà được làm bằng vỏ tre hoặc vỏ cây. Sau một ngày làm việc, một chiếc thang dài từ mặt đất đến ngọn cây cuối cùng cũng hoàn thành. Đến ngày thứ hai, vì ngôi nhà nằm tương đối cao nên cần dựng một cái bục ở giữa gốc cây để vận chuyển vật liệu lên trên. Cái bục được làm ra ở giữa ba thân cây. Sau khi dựng xong bục, họ bắt đầu vận chuyển vật liệu lên ngọn cây và làm nhà trên cây cao 35m. Cách duy nhất để đảm bảo an toàn là đứng trên các nhánh cây để có thể leo lên ngọn cây và xây dựng ngôi nhà. Công việc này rất nguy hiểm và chỉ được thực hiện bởi những người trẻ và người có kinh nghiệm, như vậy mới có thể chọn được đúng vật liệu để xây nhà. Trong khi những người lớn làm việc trên cây, những đứa trẻ bắt chước người lớn xây một ngôi nhà dưới gốc cây. Những đứa trẻ xây ngôi nhà trông thật đẹp. Lúc này phóng viên đi qua, hỏi thăm ngôi nhà của chúng có vững hay không và ngồi thử lên chúng. Trong lúc những người đàn ông xây nhà, những người phụ nữ cũng không thể nhàn rỗi. Họ sẽ đi vào rừng tìm thức ăn, rất nhanh đã tìm được một loại trái cây. Trái cây có màu đỏ này là một trong những món ăn yêu thích của họ. Sau khi thu thập đủ lương thực, những người phụ nữ bắt đầu trở về bộ lạc. Mặc dù họ rất gầy và nhỏ, nhưng dường như họ khỏe như đàn ông, có thể khiêng một thân cây mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đến bộ lạc, những người phụ nữ luộc trái cây đã thu được, những người đàn ông bắt đầu ăn chúng. Họ trộn với súp màu đỏ rồi ăn ngon lành. Sau đó đàn ông bắt đầu tiếp tục làm việc. Lúc này cấu trúc của ngôi nhà về cơ bản đã hoàn thành. Để ngôi nhà trên cây sáng sủa hơn và ít bị gió to quật ngã, người đàn ông sẽ cắt bỏ những cành thừa để ngôi nhà sáng sủa và vững chắc hơn. Bây giờ đã đến lúc dựng mái nhà. Họ tải gỗ lên từ con đường phía dưới, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như bạn dám làm việc ở những độ cao như thế này, phải đảm bảo từng miếng gỗ phải được buộc chặt, tiếp đó phải làm khung tường. Sau một ngày, phần khung tổng thể của ngôi nhà cơ bản đã hoàn thành. Đến sáng ngày thứ ba, khi những phóng viên đến bộ lạc, người đàn ông lấy ra một chiếc rìu đá và anh ta nói với phóng viên rằng chiếc rìu đá này được dùng để chặt cây thốt nốt. Khi họ đến khu rừng rậm, họ nhanh chóng tìm thấy một thân cây thốt nốt rất lớn. Cây thốt nốt là lương thực chính của cả bộ tộc. Sau khi bị đốn hạ, họ loại bỏ phần vỏ. Phần thịt trắng còn lại được dùng để làm thực phẩm. Ngoài ra, lớp vỏ bóc ra còn được dùng làm dụng cụ lọc để lắng đọng tinh bột. Người phụ nữ sử dụng chiếc búa gỗ để giã nhỏ phần ruột cây. Khi chúng đã được giã đủ thì người phụ nữ sẽ thu gom đưa sang công cụ lắng đọng, cho bột đã nghiền vào công cụ lắng để lọc đi phần tinh bột bên trong chúng. Còn phần nước sẽ chảy ra bên khác và chờ lắng cạn, mất 7 tiếng đồng hồ mới cho ra thành phẩm. Trong lúc chờ đợi, những người đàn ông bắt đầu đi nhặt lá thốt nốt vì họ muốn làm mái nhà che mưa che nắng cho ngôi nhà. Lúc này, những người đàn ông trong bộ tộc tiếp tục làm việc. Hôm nay họ sẽ bắt đầu lợp mái nhà và mái nhà sẽ được làm bằng lá của cây thốt nốt. Quá trình này phải mất 7 giờ. Sau khoảng thời gian dài, công việc lợp mái nhà về cơ bản đã hoàn thành. Trong khu rừng rậm, ngôi nhà trên cây này là đẹp nhất. Lúc này, những người phụ nữ cũng bắt đầu thu gom bột cây thốt nốt. Sau khi chất lọc nước ra, trước mặt họ xuất hiện một cục tinh bột lớn màu trắng. Thứ này dùng để làm gì? Nó là nguyên liệu để làm thức ăn, cũng là lương thực chính trong bộ lạc. Ngày thứ tư, những người đàn ông bắt đầu hoàn thiện ngôi nhà. Công việc cuối cùng là lát sàn. Sàn nhà được làm bằng vỏ cây. Nếu không làm sàn thì rất dễ bị ngã và cái kết rất đáng sợ. Nó cũng giúp cho côn trùng ít bay vào nhà. Đây là một ngôi nhà xanh thực sự. Để kiểm tra xem ngôi nhà có vững chắc hay không, người đàn ông sẽ nhảy trên ngôi nhà. Một ngôi nhà cao là để ngăn chặn sự tấn công của thú dữ và côn trùng cắn. Một ngôi nhà như vậy sẽ được sử dụng trong 3 năm. Nếu là bạn, bạn có dám sống trong ngôi nhà trên cây này không? Hãy bình luận bên dưới nhé! Video đến đây là hết. Theo dõi kênh để đón xem những nội dung thú vị khác nhé!